Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Cu Chi. Hôm nay mình nhận được cái men MacBook nha các bạn. Mã men là 820. À, 3435 gạch B nha các bạn. Thì hiện trạng của cái men này đó là mình cắm nguồn nha các bạn. LED nguồn sáng. LED nguồn sáng nhưng mà cái men nó khoan không hoạt động nha các bạn. Và cái quạt này nó cũng không có quay. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cho các bạn xem cái hiện tượng của nó nha các bạn. Rồi các bạn thấy là led sáng nha các bạn. Đó, ok. Máy ăn dòng nha các bạn. Đó, máy ăn dòng. Những cái men nó không có hoạt động nha các bạn. Quạt nó không có quay. Mình sẽ kiểm tra sơ bộ nha các bạn. Mình để cho các bạn xem là cái nguồn nó đã có những gì. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ nha các bạn. Rồi. Rồi mình sẽ kiểm tra 3V 42 trước nha các bạn. Nguồn chờ có nha các bạn. 3V 42 có. Ok. Sao chưa có bao qua năm có chỉ có nguồn chờ nha các bạn. Đó, và mình kiểm tra sơ cái nguồn kích luôn nha các bạn. Kích nguồn kích có luôn nha các bạn. Ok, men không hoạt động. Rồi để mình sẽ quan sát xem cái men nó có cái vị trí nào đó bị rỉ sét vô nước gì không nha các bạn. Mình thấy là cái khu vực như như là IC nguồn 35 nha các bạn. Nó bị rỉ sét nè, rỉ sét chân nè. Để mình xem coi nó là cái vị trí nào nha các bạn. IC nguồn 3V 5V có vấn đề. Trên bao view nó là cái con U7501 nha các bạn. Đó, cái vị trí chân U7501 để mình xem coi. Năm 1980 TBS 51980 nha các bạn.
Vị trí đây là chân số 16 nha các bạn. Chân số 16 nó đang bị reset và vô nước nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa lên kính hiển vi nha các bạn. Mình phóng to cái con IC này lên, xem cái chân này mình có thể xử lý được hay không. Rồi mình xem cái men nó như thế nào nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp cùng mình. Rồi, sau khi mình đưa lên kính hiển vi, mình hàn lại cái con IC này nha các bạn, nguồn 3 năm. Mình xử lý ngay cái chân 16 nó bị reset nha các bạn. Rồi, mình xử lý xong cái vị trí này rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Cắm nguồn thử xem là cái men nó có hoạt động, quạt nó có quay hay không nha các bạn. Rồi, các bạn quan sát đồng hồ dòng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm nguồn nha các bạn. Rồi, quạt quay nha các bạn. Đó, đồng hồ dòng đã nhảy nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là đồng hồ dòng đã nhảy. Rồi, ok. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn cái men vào trong cái máy nha các bạn. Xem là cái men có xuất hành hay không nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành gắn cái men vào. Thank you.
Rồi, mình sẽ cắm nguồn mình thử nha các bạn. Rồi, quạt quay. Ui. Rồi. Có tiếng rồi nha các bạn. Ok, logo đã lên nha các bạn. Rồi, máy lên hình nha các bạn. Ok. Rồi, video chia sẻ về cái pan mắt nguồn trên cái con MacBook Air nha các bạn. A1465 của mình. Đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.